Ok các bạn ơi, nào bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục về phần nhị thức Newton. Nó coi như lần này là phần 2. Hôm trước chúng ta đã luyện một số cái bài mà tìm hệ số hay thì tìm số hạng chứa cái gì. Ví dụ chứa x mũ 8 này hay là không chứa x này, đúng không? Thì nhớ phân biệt lúc trường hợp nào hỏi hệ số, trường hợp nào hỏi số hạng các bạn nhá. Cái hệ số là chỉ có hệ số 0 thôi. Còn nếu mà gì hỏi số hạng là gồm cả hệ số và gì cả phần biến. Đó, lưu ý. Thì hôm nay thầy bắt đầu thầy tiếp tục sang một số cái bài mà nó có phối hợp. Nào, nó có phối hợp với việc là mình phải giải các cái phương trình tổ hợp. Nào, ghi cho thầy này. Bài số 1. Tìm số hạng không chứa x trong cái khai triển, để cho cái khai triển sau đây này, x mũ 3 cộng với 2 trên x bình tất cả mũ n, thầy đấy, ơi tất cả mờ mũ n. thầy ơi bị mờ Đó, ghi nốt đề bài đã, xong chụp lên cho số hạng không chứa x trong cái khai triển này, biết biết C1N cộng với C2N thì bằng 55. Đấy, đây là đề bài của ta. Đúng cái bài số 1 này. Nào, thầy nói tiếp này. Cái bài này nó khác gì bài hôm trước. Bạn ý này, để ý thật kỹ ở đây là cái N này chưa biết. Cái số mũ này chưa biết này. N này chưa biết. Và để biết được cái N này phải dùng cái thông tin ở đây này. Dùng cái phương trình tổ hợp này này. Đấy, cái này mình gọi là tạo là phương trình tổ hợp nhá. Nó có thể chứa hoán vị này, chứa tổ hợp chỉnh hợp ở trong đấy. Thì dùng cái phương trình tổ hợp này để mình giải thì ra được cái n. Có n xong thì quay lại là gì? Tìm số hạng không chứa x như bình thường vẫn làm thôi. Vậy là việc đầu tiên trong những bài này thì bước 1. Các bạn đi bạn giải phương trình trước đã. Để tìm n cho n là bao nhiêu. Được chưa? Sau khi có n thì sang bước 2. Lúc đấy bạn mới đi làm cái yêu cầu tiếp theo người ta muốn, ví dụ đi tìm cái số hạng. Đấy. Đề bài yêu cầu nhá. Đấy thì nhớ theo cái hai bước này. Đấy, khi mà n chưa biết thì bắt buộc phải tìm n trước. Rồi thế là thầy đi xử lý cái thằng này nhá. Thì có một cái lưu ý nữa khi giải phương trình tổ hợp nhá. Khi giải phương trình tổ hợp thì các bạn phải lưu ý thế này. Điều kiện xác định đấy của cái CKN và AKN. Nhớ thầy điều kiện xác định của hai cái đối tượng này nhá. Đó là gì đây? Hôm trước thầy đã giảng các bạn đấy. Là cái số bên dưới này. K với N này chắc chắn đầu tiên là nó phải là các số tự nhiên ạ. Được chưa? Đấy, K với N chắc chắn phải là số tự nhiên ạ. Cái thứ hai là cái số ở bên dưới nó phải lớn hơn số bên trên, lớn hoặc bằng. Số bên trên này này nó không được vượt vượt quá. Được chưa? Ví dụ là C 10 10 là cùng, ví dụ không thể nào C 11 có 10 được. Được chưa? Số bên trên không thể nào vượt qua số bên dưới. Vậy ta luôn có điều này là không nhỏ hơn bằng K, nhỏ hơn bằng N. Đó, thì bạn nhớ cho thầy là cái số bên dưới nó phải lớn hơn bằng số bên trên. Hay là số bên trên thì không vượt quá số bên dưới. Nhá. Thì vì có điều kiện này để mình làm bài và nhớ là bọn này nó là số tự nhiên các bạn nhá. Vẫn có thể bằng không được. K thì bằng không được chứ N thì không bằng không đâu nhá. Đấy, N bằng không thì chẳng có gì để làm cả. Đấy thì cứ ghi tại này K với N là số tự nhiên và không nhỏ bằng K nhỏ bằng N. Bây giờ mình quay lại cái bài toán này của mình. Nó cho cái phương trình là C1N cộng C2N bằng 55. Để ra là bây giờ thầy đi thầy giải phương trình này đã. Ý thứ nhất này, viết lại cái phương trình. Bây giờ bạn ghi điều kiện sang bên cạnh cho thầy. Nhà số bên dưới lớn bằng số bên trên nhá, vậy là một à, n lớn bằng 1 này. N lớn bằng 1 này. N lớn bằng 2 này, đúng không? Đấy n lớn bằng 2 thì lấy n lớn bằng 2. Ta sẽ ghi là n là số tự nhiên. N lớn bằng 2. Ok chưa? Đó, vậy là xong điều kiện. Bây giờ công việc của mình là mình sẽ phải khai triển thằng này ra. Đấy, dùng công thức để tách thằng này ra. Thì lại nhớ lại công thức là gì đấy? CKN với AKN. Được chưa? Đấy, nhớ công thức CKN với AKN. AKN đi. AKN thì bằng N dây thừa trên N trừ K dây thừa. Ok chưa? Còn CKN thì bằng gì? N dây thừa này trên K dây thừa nhân với N trừ K
dây thừa. Nhớ thầy nhá. À, nhớ cái công thức này. Các bạn ghi đóng khung ở trong vở ấy. Thì bây giờ áp dụng cái công thức ở bên dưới này vào đây. C1n với C2n vào đây nhá. Tương đương này. C1n thì có phải là n dây thừa. Đấy, K của em là 1 này. 1 dây thừa này nhân với lại n trừ 1 dây thừa. Ok không? Đấy là thằng thứ nhất. Thằng thứ hai thì mình sẽ có là n dây thừa trên 2 dây thừa nhân với n trừ 2 dây thừa bằng 55. Đấy, bây giờ đi tìm cách rút gọn nó đi. Đấy, rút gọn như thế nào? Thì trước như thầy dạy thì lúc đầu các bạn làm bạn có thể viết thế này. Cái n dây thừa bạn có thể viết là 1 nhân 2 nhân vân vân. Nó nhân liên tục cho đến n đúng không? Thì trước con n nó có con n trừ 1. So với đến con n. Đấy, 1 dây thừa thì là 1 thì không viết nữa nhá. Đấy, n trừ 1 dây thừa thì là 1 nhân 2 nhân vân vân cho đến n trừ 1. Đấy, đến đây thì bạn thấy là cả cái cụm là 1 này, 2 này vân vân cho đến n trừ 1 nó triệt tiêu hết đi rồi. Đúng không nhỉ? Vì trên dưới tử là dạng tích, mỗi dạng tích mà lại có những thừa số giống nhau thì nó triệt tiêu. Đây bên này n dây thừa là 1 nhân 2 này nhân vân vân. Nhưng mà vì dưới đây có n trừ 2 nên thầy có n trừ 2 này. Xong là đến n trừ 1 xong mới đến n. Đúng không? 2 dây thừa thì là 2 nhá. Đó, xong đây là 1 nhân 2 nhân vân vân nhân đến n trừ 2. Đó thì bạn thấy nó triệt tiêu đi này. Triệt tiêu này như là con này 1 hết này, 2 hết này, đến n trừ 1 là hết. Thằng này cũng vậy. Đây, thằng này bên cạnh thì hết đến n trừ 2. Chỗ này bằng 55 này. Thì tương đương. Tôi thấy là cái thằng thứ nhất hết sạch thì nó còn mỗi con n. Đúng không? Nó còn mỗi con n. Đấy, với n vào đây này, cộng với thằng thứ hai còn cái gì đây? Nó còn là n trừ 1 nhân n trên tử của n trừ 1 nhân n nha, dưới mẫu con số 2. N trừ 1 nhân với n tất cả trên 2 bằng 55. Ok chưa? Bây giờ bạn sẽ làm thao tác là bạn quy đồng lên. Quy đồng mẫu là 2 ấy, hay là bạn hiểu là bạn nhân 2 về với 2. À, nhân 2 về với 2. Thì bên này nhân 2 về với 2 cái này ra là 2n. Cái này thành nhân tung ra nhá, cộng n bình trừ n. 55 nhân 2 thì được là 110. Ta chuyển về sang đây. N bình này trừ n cộng với 2n thì bằng cộng n trừ 110 bằng 0. Bấm máy giúp thầy chấm n mấy với mấy vậy? Bao nhiêu các bạn nhỉ? Ngân không có tiếng thì Ngân ạ. Mic không không có tiếng. Các bạn bấm máy chưa? Ra bao nhiêu? Bằng 10 với lại trừ 11. 10 với trừ 11, ok. Trừ 11 thì loại rồi, nó không thỏa mãn điều kiện loại. Không 10 thỏa mãn này. Vậy đấy, vậy em ra được n bằng 10. Ok. À, vậy chốt lại là mình sẽ suy ra được n bằng bằng 10. Đấy, vậy là xong bước 1 nhá, bước 1 ok. Đã giải xong phương trình tìm ra n rồi. Đấy, bây giờ dùng cái n 10 này thay vào cái khai triển người ta cho để mình làm cái yêu cầu người ta cần. Nào, tiếp tục nhá. Bây giờ này, quay lại này. Chỗ này ta thấy ta có cái khai triển. Là gì đấy? X mũ 3 này cộng với 2 trên x bình tất cả mũ này là mũ 10. Mũ n là mũ 10 mà. Thì các bạn phân tích khai triển nó ra đi. Tổng sigma này, k chạy từ 0 đến 10 của CK10 nhân với A của em là x mũ 3 nhé. X mũ 3 tất cả mũ 10 trừ K. B là 2 trên x bình tất cả mũ K. Ok nào, bây giờ rút gọn dần đi nhá. Bằng CK10 này, xem có hệ số thế nào. À đây, có thằng 2 mũ K này là hệ số. Vứt ghép vào đây nhá. Đấy, nhớ theo cách làm của thầy cứ ghép hết nó vào nhau. Đóng vào ngoặc cho nó dễ nhìn. Tiếp theo này, thằng này là x mũ 3 tất cả mũ 10 trừ k, có phải là x mũ 30 trừ 3k. Dưới mẫu là thằng x mũ 2k. Đó, thế làm một bước nữa ghép hai thằng x vào nhau. Hệ số vẫn viết nguyên lại nhá. Đấy, bây giờ là mũ 30 trừ 3k mà lại chia cho hai mũ x mũ 2k thì trừ số mũ đi. Thì thành x mũ 30 trừ đi 5k. Ok chưa? Rồi, ok, đến đây là rất ngon rồi. Phần hệ số đây rồi, phần biến đây đây rồi. Nhá. Đấy, thế vậy nó lại đòi là gì? Số hạng mà không chứa x. Thì có nghĩa là cái này phải đồng nhất với thằng gì? Đấy, đồng nhất với thằng x mũ 0. Được, thầy đã bảo các bạn rồi. Khi mà không chứa x là cái gì? Số mũ là 0. Đấy, nó bằng 1 thì nó hết rồi. Thế ta trả lời là gì? Số hạng mà không chứa x
ứng với. Đấy, cứ ghi cái câu kiểu này của thầy nhá. Hai số hạng chứa cái gì đấy thì ứng với cái gì? Ứng với đây là 30 trừ đi 5k của ta ra bằng 0. Vậy có phải mình tương đương là k của mình ở đây bằng 6 không? Ừ, k bằng 6 thì ổn rồi, k bằng 6 trong khoảng từ 0 đến 10 là chuẩn đét rồi. Đấy, k bằng 6 lúc ấy thì suy ra là gì? Số hạng đó là. Đấy, vì là số hạng không chứa x nên là chỉ cần thay vào phần hệ số là xong. Vì nó là biến làm gì có đâu đúng không? Đấy, thay k bằng 6 vào đây nhá. Vậy được là C 6 10 nhân 2 mũ 6. Thì con này cái số này nó không to, bạn ra số đi. Số nào to quá thì ra đừng đừng ra. Đấy, số này vừa phải bạn cho thầy con số. Một ba ba bốn bốn không Một một ba ba bốn ba bốn không một ba bốn một bốn không ba bốn bốn không Ok rồi, đây là kết quả của mình. Đấy, số hạng này là số hạng không không chứa x này, hay nó chính là cái hệ số tự do ở trong cái khai triển này, được chưa? Đấy nhá, thì đây là cái dạng bài mà các trường hay như, cũng như là sở học kỳ 1 rất hay hỏi. Bởi vì hỏi cái bài này, họ kiểm tra được hai thứ. Thứ nhất là bạn kiểm tra được ngay là bạn có giải được phương trình tổ hợp không. Bởi vì nếu không thuộc những mấy công thức như này này, không nhớ mấy cái điều kiện này em sẽ không giải được. Đấy, và cái thứ hai là sau khi giải xong thì em lại kiểm tra lại về những thức Newton là có biết tìm số hạng hay tìm hệ số của nó không. Đó. Các bạn chưa vở đi. Nào, bây giờ thầy sẽ cho các bạn một câu để bạn làm xem làm được không nhá. Nào, câu thứ hai này. Bài số 2. Bài này dành cho các bạn. Bài 2. Tìm số hạng chứa x mũ 10 trong cái khai triển, này x mũ 3 trừ 1 trên x bình tất cả mũ n, biết biết này C4n bằng 13 C2n. Ok, các bạn bắt đầu làm. À, thầy viết xem thế nào nhá. Ở đây cái phương trình của mình là C4n bằng 13 nhân với C2n. Thì mình thấy điều kiện là gì đây? N là số tự nhiên này, n lớn bằng 4 này, n lớn bằng 2 này, thì vậy là mình là n thuộc sự tổ hợp số tự nhiên n lớn bằng 4. Rồi cái này tương đương này, ta phân tích luôn nó ra. N dây thừa trên 4 dây thừa nhân với lại n trừ 4 dây thừa. Ok chưa? Bằng này. 13 nhân với gì đây? N dây thừa trên 2 dây thừa nhân với n trừ 2 dây thừa. Đó, thì thực ra bạn có một cách phân tích nữa đây này. Các em có một cách phân tích nữa đó là trước cái n trừ 1 này, à trước cái n này nó là có n trừ 1, n trừ 2, n trừ 3, n trừ 4 thì thầy viết nó thành là n trừ 4 dây thừa. N trừ 4 nhân dây thừa là đã nhân từ 1 đến n trừ 4, sau đó nhân tiếp là n trừ 3, n trừ 2, n trừ 1 rồi nhân thêm với n nữa. Tất cả cho 4 dây thừa nhân với n trừ 4 dây thừa. Đấy, bằng này 13 này. Bên này thì tôi viết như sau. N thì n dây thừa viết thành là n trừ 2 dây thừa nhân với lại n trừ 1 và nhân với n. Đó, thì lúc này tôi đỡ phải viết nó dài ra ấy các bạn. Hiểu vấn đề không? Đấy, thì cái cụm này sẽ là cụm mà hết này này. Đấy, cụm này sẽ là cụm hết, nó chính là cụm nhân từ liên tục từ 1 cho đến cái số đấy đấy. Đấy, thì thay vì viết như vừa cách ở cái câu bài 1 có thể viết cách này cho nó ngắn hơn. Thì tất nhiên là bạn nào cảm giác quen thế này thì viết thế này nhá, còn không quen thì hãy viết lại cách đầu tiên nhá. 4 dây thừa là bao nhiêu nhỉ? 4 dây thừa bao nhiêu các em nhỉ? 24 ạ. 24. Thế vậy chỗ này là n trừ 3 nhân n trừ 2 nhân với n trừ 1 nhân với n trên 24. Được chưa? 2 dây thừa thì là 2 rồi. Vậy thì nhân với lại bên này là 13 nhân n trừ 1 nhân n trên 2. Ok chưa? Thì ở đây thì các em có thể nhân 2 vế với 24 cho nó hết cái mẫu đi. Thì bên này mà nhân 24 thì còn nhân đến 12 nữa, 12 nhân 10, 12 nhân 13 là bao nhiêu các bạn? 156 à?
156. 156 nhân với n trừ 1 nhân n. Ok, bây giờ tôi nhìn hai bên này nó có cái cụm này chung, n trừ 1 nhân n chung. Tôi đặt nó ra. Đặt n trừ 1 nhân n nhân tử chung. Trong ngoặc này, n trừ 3 nhân với n trừ 2 trừ 156 bằng 0. Tuy nhiên ở đây là mình có điều kiện n lớn bằng 4. N lớn bằng 4 thì chắc chắn là n trừ 1 với n là đều dương hết rồi. Bây giờ n lớn bằng 4 với n trừ 1 với n đều dương hết nên cụm này nó khác không, nó không thể nào bằng 0 được. Em chỉ cần cái này bằng 0 thôi. N trừ 3 nhân với n trừ 2 trừ 156 bằng 0. Lý do là do n lớn bằng 4. Đây nhân tung nó ra này, n bình này, trừ 3n trừ 2 là trừ 5n, cộng 6, cộng 6 trừ 156 là trừ 150, bằng 0. Vậy n bằng mấy, mấy các bạn nhỉ? Mười lăm với trừ mười. 15 với lại trừ 10, trừ 10 thì loại rồi, 15 thì thỏa mãn. Rồi, ok, vậy là mình đã, sau khi giải xong mình đã có n rồi. Đấy, sau khi giải xong mình đã có n. Bây giờ mình quay lại mình tìm cái số hạng người ta yêu cầu. Đây thì viết sang bên này nhá. Mình viết sang đây. Và ta có cái khai triển x mũ 3 này trừ 1 trên x mũ 2 tất cả mũ 15. Tổng sigma này k từ chạy từ 0 đến 15 CK 15 nhân với x mũ 3 tất cả mũ 15 trừ k nhân với lại trừ 1 trên x mũ 2 tất cả mũ k bằng này tổng sigma k từ 0 đến 15 CK 15 này. Cái này có hệ số là có trừ 1 nhá, trừ 1 mũ k để cho hai thằng này vào một nhóm. Bây giờ cái này trên tử là gì đây? X mũ 45 trừ đi 3k trên x mũ 2k CK 15 nhân với lại trừ 1 mũ K này. Vậy là x mũ bao nhiêu nhỉ? 45 trừ đi 5K. 45 trừ 5K. Mà ở đây người ta nói là số hạng chứa x mũ 10. Thì ứng với này. Như vậy là 45 trừ đi 5K bằng 10. Đấy, vậy 5K của em ra là 35, đúng không? Vậy K bằng 7 à? K bằng 7. K bằng 7 ra mình thay vào đúng không? Suy ra là cái số hạng đó là thay vào đây là C7 15 nhân với trừ 1 mũ 7 và bạn nhân với lại x mũ 10. Cái số này ra bao nhiêu các em nhỉ? Mai biết thiếu cái phần trừ biến kìa. Kìa. Trừ bao nhiêu đấy? Trừ 43. Trừ 435 ạ. À? Trừ sẽ trừ 435. Trừ 6435. Trừ 6435 x mũ 10. À, ừ thế vậy thì vấn đề các bạn thì đúng rồi đấy, nhưng mà để ý nhá. Nhiều bạn là viết đến cái trên mới đúng rồi, mà lúc viết số hạng thì quên với x mũ 10 kìa. Chúng ta chỉ không có phần biến khi mà nó hỏi là số hạng không chứa x thôi các bạn nha. Đây, đây là bài số 2. Đấy, lưu ý là chúng ta phải giải cho nó đúng đã nhá. Đấy, giải cho đúng đã. Đã làm gì thì làm. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta làm thêm một câu nữa, bài số 3. Đấy, ghi đề bài ở dưới này. Đấy, các bạn nào làm xong rồi chúng ta chuyển luôn sang đây. Tìm số hạng chứa x mũ 8 trong cái khai triển x bình cộng 2 tất cả mũ n. Biết biết này thì có phương trình ở đây này, a3n trừ đi 8 lần c2n cộng với c1n thì bằng 49. Ok.
Đấy nha, các bạn lưu ý. Đấy, tìm số hạng không dưới trong khai triển này. Thầy nói cái chỗ phương trình này nhá. Linh vẫn hơi lan tăn với phương trình nhỉ. Đấy, thầy nói cái chỗ phương trình này. A2 của N cộng 1 cộng với C2 của N cộng 1 bằng 18 nhân với P3. Mình thấy điều kiện là N cộng 1 lớn bằng 2, đúng không nào? Đấy, tức là N lớn bằng 1, không, N lớn bằng 1. Vậy thì các bạn có thể ghi là N thuộc N sao luôn cũng được. Được chưa? Thuộc N sao chứ chính lớn là bằng 1 rồi. Thì đỡ phải viết thêm điều kiện khác nữa. À, tương đương ở đây này. Cái này là A nhá. Vậy là N cộng 1 giai thừa. Đây là chỉnh hợp đây này. Đó, trên cái gì đây? Trên là N cộng 1 mà trừ đi 2 là N trừ 1 giai thừa. Đúng không các bạn? Bên này là N cộng 1 giai thừa. Trên này. 2 giai thừa nhân với N. Cộng 1 trừ 2 N trừ 1 giai thừa. Bằng 18 nhân 3 giai thừa không? Đó. Thế sau đấy mình phân tích này. Cái chỗ này là N cộng 1 giai thừa thì thực ra mình có thể nó là nhân liên tiếp liên tục từ chỗ 1 đến N cộng 1. Thì thầy sẽ tách thành là N trừ 1 giai thừa nhân với N rồi nhân với N cộng 1. Đấy, em hiểu nhá, em hiểu cái chỗ N trừ 1 giai thừa này thực ra là nhân liên tục từ 1 cho đến N trừ 1, 1 đến N trừ 1. Đấy, thì thằng trên nó đến N cộng 1 nên còn nhân thêm 2 thừa số nữa. Thằng sau này này, thì cũng như tương tự như vậy, N trừ 1 giai thừa nhân với lại N và nhân với N cộng 1 trên 2 nhân với N trừ 1 giai thừa. 18 nhân 3 giai thừa, 3 giai thừa thì là 6 đúng không? 18 nhân 6 bao nhiêu? 108. 108 à? Ok. Đến đây mình thấy là cái này hết này. Này hết. Này hết. Đó, như vậy là còn là N nhân với N cộng 1 cộng với N nhân N cộng 1 trên 2 thì bằng là 108. Hai cái này thực ra mình nhóm mình thấy có thể thấy nó là 3 phần 2 nhỉ. 1 cộng với 1 phần 2 là 3 phần 2. 3N nhân N cộng 1 trên 2 bằng 108. Có phải cái này bạn nhân 2 lên thành là 3N bình cộng 3N. 108 mà nhân 2 thì bằng 216 đúng không? Chuyển về sang thành phương trình bậc 2 thôi. Bấm máy ra nghiệm bằng mấy mấy các bạn nhỉ? 80-9. 80-9, trừ 9 loại rồi. 8 thỏa mãn. Đó. Thế là xong, ra N bằng 8. Sau đó quay lại phân tích khai triển nó ra. Đấy, quay lại khai triển nó. Cái bước khai triển này các bạn quen rồi đúng không? Mũ 8 K từ 0 đến 8 CK 8 nhân với lại x mũ 8 trừ K nhân với 3 trên x mũ 3 tất cả mũ K K từ 0 cho đến 8 CK 8 này nhân với 3 mũ K. Đây là hệ số là x mũ 8 trừ K trên x mũ 4K 3K chứ, sorry các bạn, 3K. Đấy. K từ 0 đến 8 này, rồi CK 8 nhân với 3 mũ K. Đó, đây thì 8 trừ K mà lại trừ 3K nữa, x mũ 8 trừ đi 4K. Đấy, sau đó mình đi mình lý luận là số hạng ở đây nó là không chứa x. Đấy, số hạng mà không chứa x. Thì ứng với 8 trừ đi 4K bằng 0. Vậy mình ra K thì mình bằng 2. Đấy, K bằng 2 thì suy ra là cái số hạng đó là 22 vào đây, vậy là C28 nhân với 3 mũ 2 không? Đúng nhờ, C28 nhân 3 mũ 2. Và ra là 252. Đây, bạn nào ra kết quả này là chính xác nhé. Số hạng không chứa x trong khai triển này là 252.
Đấy, quan trọng nhất là bước giải phương trình trên mình giải điều kiện chính xác này. Giải cẩn thận, đừng làm tắt quá. Mình làm tắt độ mức độ vừa phải thôi, tắt quá thì nó thành dở ra. Thì thầy đề bài như sau, biết hệ số của x mũ n trừ 2 trong cái khai triển của x trừ 2 tất cả mũ n bằng 220. À, yêu cầu ở đây là tìm hệ số của x mũ 2. Tìm hệ số của x mũ 2. À, tìm hệ số x mũ 2. À, thì thực ra đây là bây giờ nó còn chưa có phương trình cơ. Bạn để ý kỹ này, cái khai triển này n vẫn cũng không biết. N là cái chưa biết. Tuy nhiên ở đây còn không có phương trình. Mà nó chỉ bảo là hệ số của cái thằng này trong khai triển này bằng 220. Thế vậy thì với những cái bài này nhá, thì là chúng ta phải tự tìm ra phương trình. Tự xây dựng phương trình ra. Bằng cách bây giờ nó hỏi lên số hạng liên quan đến khai triển này thì các bạn cứ khai triển nó ra trước. Khai triển theo cái n. À, đó là x trừ 2 tất cả mũ n nha, tổng sigma k từ 0 đến n ckn này nhân với x này, a đây là x nha, x mũ n trừ k nhân với lại trừ 2 mũ k. Giờ hai thầy nhóm lại nhá, cho hệ số với nhau. ckn này nhân với trừ 2 mũ k là phần hệ số đúng không nào? Còn x mũ n trừ k là phần biến. Mà nó bảo hệ số của x mũ n trừ 2. Đấy, nó bảo là bây giờ số hạng chứa cái x mũ n trừ 2 thì ứng với là cái n trừ 2 này bằng n trừ k không? Vậy tương đương có phải mình ra k bằng 2. Đấy, suy ra cái hệ số của x mũ n trừ 2 sẽ là, à, lấy k bằng 2 bạn thay vào đây. Có phải bạn ra là C2N nhân với trừ 2 tất cả mũ 2. Đấy, và đề bài nó bảo mình cái này bằng 220. Thì đây chính là phương trình của mình các bạn này. Đấy, đây thì đến đây chính là phương trình của mình. Nhiệm vụ của mình là cần giải tiếp nhá. Nhớ có điều kiện vào đây. N lớn bằng 2. Đấy, N lớn bằng 2. Và N là số tự nhiên. N thuộc N này. N lớn bằng 2. Đấy, các bạn giải tiếp cho thầy nào. Đấy, đến đây là công việc tiếp của các bạn rồi. Coi như thầy giúp các bạn ra phương trình. Ở câu 5 này mình giải, sau khi giải xong ra n bằng 11 đúng không? Và bạn ốp vào bạn để tìm cái hệ số của x mũ 2 á, thì bạn ra ở đây k của mình là bao nhiêu nhỉ? K là 9 đúng không? 9. K bằng 9. Thế vậy hệ số của nó sẽ là mình cái đứa này chữ xấu quá. Giờ đọc lại khó đọc thế. C9 11 nhân với lại trừ 2 tất cả mũ 9 và ra kết quả là trừ 28.160. Đó, thì đây là một cái dạng bài có thể nhá. Tức là người ta cho ẩn đi, phương trình bị ẩn đi các bạn nhá. Phương trình chưa biết. Đấy, buộc là mình phải dùng cái thông tin nó cho để mình xây dựng lại phương trình. Đó. Đây là cái bài chúng này nó nói. Cái gì Uyển? Em mail nhá, em học tiếng Anh. Ừ, ok. Đây là đến với tiết mục ra bài về nhà. Đây vào nhà các bạn như sau. Đợi thầy xíu, thầy gửi. Đây các bạn có file này đây. Thầy gửi lên nhóm này. Các bạn về làm hết cho thầy cái bài tập trong phần này nhá. Mà mình có tính giải, mình có giải thích các bạn nhá. Đấy, có giải thích tự luận. Đấy, phần những thứ như Newton thôi thôi nhá. Câu nào khó hôm sau để chúng ta chữa.